Manny. Xin chào các bạn đã quay lại với kênh video của mình. Mình là Manny. Hôm nay mình sẽ tiếp tục review cho các bạn một cái thiết bị đến từ thương hiệu giống như cái controller kỳ trước. Đó là thương hiệu Reloop. Và cái thiết bị này sau khi mình sử dụng vài ngày thì mình vẫn không biết đây là cái phân khúc beginner hay là phân khúc chuyên nghiệp. Và thiết bị ngày hôm nay là một thiết bị rất là đặc biệt và chuyên dụng. Và các bạn hãy xem coi nó chuyên dụng như thế nào. Xin mời các bạn xem video. Chào mừng các bạn đã quay trở lại. Bây giờ mình sẽ giới thiệu về tổng quan về cái thiết bị này. Đây được gọi là Reloop Touch 7. 7 ở đây có nghĩa là cái màn hình nó chưa tới 7 inch. Nếu theo mình nhìn thì nó chỉ to hơn cái điện thoại một chút xíu thôi. Mình sẽ để cho các bạn xem. Ở đây là cái điện thoại của mình và cái màn hình nó to hơn. Mình nghĩ nó cũng khoảng 7 inch, bởi vì cái điện thoại này cũng tầm 5 inch rưỡi, 6 inch rồi. Thì cái đặc biệt ở cái thiết bị này đó là màn hình cảm ứng. Vâng, đó là một chiếc màn hình cảm ứng trong một cái controller với giá dưới 20 triệu đồng. Các bạn có tin được có cái chuyện đó hay không? Thì đây là lần đầu tiên mà mình thấy có một cái controller mà có cái màn hình cảm ứng giá dưới 20 triệu đồng. Đây là cái điều rất là bất ngờ. Và với cái màn hình cảm ứng này thì nó đem lại cho các bạn những cái gì? Thì đây tuy là một cái Advanced là gì? Ưu điểm. Cái màn hình cảm ứng này, đây là một cái ưu điểm, nhưng mà cái ưu điểm này vẫn có một số cái khuyết điểm. Và cái ưu điểm của nó là các bạn dễ dàng nhìn thấy cái giao diện của cái phần mềm mà các bạn chơi trên màn hình, gồm sóng âm, thông số bài nhạc, set cue, chơi effect, có đủ hết tất cả mọi thứ các bạn có thể chạm, các bạn bấm vào. Nhưng mà cái nhược điểm nó là gì? Nó sử dụng Virtual DJ, hay còn gọi là VDJ, mà các bạn đã biết từ lâu. VDJ thì dành cho những bạn mà thích tìm hiểu về DJ nhưng mà vẫn chưa có kinh nghiệm về DJ sử dụng cái phần mềm này. Nhưng khi mình nhận được chiếc máy này và mình thấy nó là hỗ trợ VDJ, chỉ có, các bạn nhớ là chỉ có duy nhất phần mềm VDJ mới được hỗ trợ trên thiết bị này thôi, thì mình bắt buộc phải download một cái VDJ về. Và sau khi mình cài vô máy thì mình không sử dụng được cái phần mềm cảm ứng này. Thì lúc đó mình mới thắc mắc là không biết lý do vì sao. Và sau khi mình tìm hiểu tốn một khoảng thời gian khoảng nửa ngày thì mình mới biết được là cái màn hình này nó không phải là một cái software built-in, mà nó chỉ là một cái màn hình mirror thôi của cái laptop. Có nghĩa là bạn phải cài một cái phần mềm để cái laptop nó hiểu rằng đây là một cái màn hình ngoài, và sau đó nó sẽ xuất một cái khung hình ảnh ra màn hình này để cho các bạn control. Và các bạn control qua một cái phần mềm khác nữa. Cái phần mềm nó có tên là UBBD gì đó. Thì nó sẽ giả lập cái cảm ứng của bạn trở thành con chuột để điều khiển ở trên đây. Thì mình thấy cái này nó rất là buồn cười, nhưng mà cái màn hình này nó cũng mang lại cho mình những cái trải nghiệm mà ngày xưa giờ mình chưa bao giờ có. Đó là VDJ. Sau một thời gian mình quay lại sử dụng thì mình thấy VDJ bây giờ không phải là một cái phần mềm dành cho con nít nữa rồi, mà VDJ bây giờ là một cái phần mềm dành cho những người phải cực kỳ chuyên nghiệp và người ta hiểu rõ người ta đang làm gì, bởi vì nó có quá nhiều tính năng ở trong đây. Các bạn có thể chơi video được trong đây, có thể mix video này từ video kia, là dành cho các bạn VDJ đó. Đó là cái ưu điểm của cái phần mềm và cái thiết bị này. Vậy còn nhược điểm nó là gì? Nhược điểm của nó như mình nói là nó có quá nhiều chức năng, dẫn tới cái việc rắc rối, cực kỳ rắc rối khi bạn lần đầu tiên các bạn sờ vào máy, hoặc là các bạn đi chơi một cái event có 2-3 DJ chẳng hạn, và 2-3 DJ sử dụng 2-3 cái laptop khác nhau vì có 2-3 cái set disk khác nhau, và người này rút ra cắm vào máy người kia thì lại không nhận. Đó là cái nhược điểm cực kỳ lớn mà mình thấy đối với cái thiết bị này. Còn về ưu điểm của nó thì như hồi nãy mình vừa nói, và nó có nhiều cái ưu điểm nữa. Đầu tiên là nó là một cái thiết bị khá là nhẹ, rất là nhẹ luôn. Thì tiếp theo đó nữa, đó là cái jog wheel nó cực kỳ gọi là đầm, chắc tai, cảm giác rất là sướng. Kèm theo đó nữa là nó sẽ có một cái tempo fader ở trên đây, và các bạn có luôn bitband. Hình như là Reloop luôn luôn tích hợp bitband vào tất cả những cái thiết bị cứng của họ thì phải. Tiếp theo là một cái nút excoder. Nút excoder này ngoài chức năng là các bạn có thể chọn cái khoảng cách loop, hay là còn gọi là loop length, các bạn còn có thể chuyển nó qua một cái chế độ khác, là các bạn có thể điều khiển được cái pitch của bài nhạc. Có nghĩa là các bạn có thể trực tiếp đổi tông của cái bài nhạc đó bằng cái excoder này. Và cái excoder này sẽ control phần mềm VDJ để giúp các bạn tempo bài đó lên một cung hay là nửa cung gì đó, để phù hợp với cái set nhạc các bạn mix.
Đây toàn bộ là những cái chức năng mà dành cho đối tượng gọi là cực kỳ chuyên nghiệp người ta mới sử dụng thôi. Thậm chí các bạn xài Rekordbox các bạn còn không quan tâm tới chức năng này nữa. Nhưng mà mình không hiểu vì sao mà VDJ nó lại trang bị những cái chức năng xịn như vậy. Mình không chắc là có ai sử dụng hay không. Tiếp theo nữa là ở đây là những cái pad mod. Các bạn ngoài ra mỗi desk các bạn sẽ có 8 cái pad. Và pad này là full velocity nha. Cái pad mod này là cực kỳ hay luôn. Mình thấy rất là hay. Bởi vì trên một cái pad này khi các bạn bấm vào mod và các bạn chọn cái pad khác nhau thì nó mang lại một chức năng khác nhau cho 8 cái pad này. Có nghĩa là 8 cái pad này nó sẽ có 8 mod khác nhau và mỗi mod nó có 8 cái pad để điều khiển. Là các bạn có thể tưởng tượng được các bạn làm được rất là nhiều thứ với những cái pad này. Và ở đây các bạn có 3 kênh effect. 3 kênh effect này cộng thêm một kênh video effect thì có nghĩa là các bạn vừa chơi video gọi là chơi visual được và các bạn có thể chơi effect của cái visual được trực tiếp trên cái con này luôn, rất là hay luôn. Tiếp theo là ba kênh effect này, một là các bạn có thể dùng nó như là ba kênh effect độc lập, có nghĩa là các bạn on cái nào thì cái đó hoạt động và các bạn đẩy cái fader này để điều khiển cái dry wet của nó. Hai là các bạn có thể chuyển nó qua một cái chức năng, ví dụ như là mình chỉ dùng ba cái kênh effect này với cái chức năng của nó là chỉ dùng được một cái effect, và cái này là dry wet, cái này là land và cái này là distortion chẳng hạn, thì có nghĩa là nó sẽ cho phép các bạn điều khiển sâu hơn vào một kênh effect độc lập, giúp các bạn có một cái set nhạc nó màu sắc và nó hay hơn những cái set nhạc bình thường mà chỉ có một cái dry wet giống như trên những cái mixer của Pioneer. Rất là ok luôn. Nhưng mình lại phải nhân nữa rồi, bởi vì ở trên cái phần mixer của cái này đây là một cái nhược điểm mà mình cần phải lưu ý với các bạn. Cái nhược điểm của nó là các bạn nhìn thấy cái layout này cực kỳ dễ nhầm. Thứ nhất là cái gain, cái high và cái low và cái mid ở đây. Những cái nút này á, ba cái nút trên nó giống nhau hoàn toàn và dẫn tới việc là các bạn rất là dễ lộn. Cái lần đầu tiên mình mở ra mình cứ đè cái nút gain này, mình dặn và mình nghĩ nó là nút 2. Sau đó mình mới phát hiện ra thì đó là nút gain. Và tiếp theo nữa, ở dưới này các bạn sẽ có một cái switch là chuyển 3 band EQ hay chuyển qua chức năng vừa filter vừa EQ. Và cái chức năng này mất mình khoảng 15 giây để mình suy nghĩ nó là cái gì. Có nghĩa là các bạn thấy cái nút cuối ở dưới đây, đây là một cái nút rất là to. Thì cái nút này nó vừa đóng vai trò là filter khi các bạn chuyển qua chế độ filter EQ. Và nó đóng vai trò là low EQ khi các bạn chuyển qua chế độ 3 band. Có nghĩa là trong một nút và các bạn switch bên này thì chế độ khác và switch bên kia chế độ khác, dẫn tới khi mình dặn cái nút filter này xuống cái low pass filter, sau đó mình switch qua chế độ 3 band và sau đó mình nghĩ cái này nó vẫn đang là filter, có khi thì mình nghĩ nó đang là cái low EQ và mình dặn nó lên thì mình phát hiện ra nó vẫn còn dính một cái chức năng nằm trong cái filter. Có nghĩa là khi các bạn chỉnh qua filter EQ, các bạn phải dặn nó xuống, thì các bạn nhớ các bạn phải dặn nó lên trước khi các bạn chuyển qua cái ba band này, để trong máy tính nó hiểu rằng cái thằng filter này đã quay về vị trí cũ rồi, không thôi thì nó sẽ mặc định dính ở đó luôn. Đây là một cái cực kỳ tai hại. Nếu mà bạn nào mà não nhanh hơn tay thì có nghĩa là các bạn sẽ fail trong set nhạc đó hoàn toàn luôn. Tuy nhiên nó vẫn là một cái rất là hay đối với mình khá thấy là hay, khá là challenge trong cái set nhạc của mình. Khi mình chơi thì sau một khoảng thời gian khoảng 2-3 tiếng thì mình bắt đầu làm quen với nó và mình cảm thấy nó thật sự là hữu dụng. Bởi vì sao? Đối với những cái thể loại nhạc mình chơi, ví dụ như là hip hop hoặc là mình chơi techno, thì những cái kênh EQ quan trọng đó là kênh high và kênh low. Kênh mid thật sự đối với mình rất ít đụng tới nó, nên mình cảm thấy là đây là một cái có tính toán của nhà sản xuất, chứ không phải nó không biết gì về DJ, mà là Reloop là một cái thằng rất là lớn trong cái thế giới DJ ai cũng biết rồi. Nên việc nó tích hợp một nút hai chức năng như thế này là có lý do. Và cái máy này chỉ dùng cho những người rất là chuyên nghiệp với một cái giá mà mình thấy cái giá này không có chuyên nghiệp chút nào. Đó là trên website họ công bố chỉ có 799 đô la, có nghĩa là dưới 20 triệu, nhưng nó mang lại cho các bạn quá nhiều chức năng. Mình sẽ nói về tiếp theo là những cổng kết nối. Thì những cổng kết nối này thì nó đưa cái máy này quay về là một cái thiết bị beginner. Mình vẫn không hiểu cái nhà sản xuất Reloop này họ làm cái gì cái thiết bị này. Bởi vì những cái cổng kết nối phía sau lưng này nè, các bạn thấy thì nó sẽ có cổng bông sen hay là cổng RAC và cổng TRS hay là cổng 6 ly. Có nghĩa là nó chỉ cho các bạn ra hai cổng đó thôi, và một cổng nguồn và một cổng USB hết. Chỉ có vậy thôi. Có nghĩa là các bạn không có boot, các bạn chỉ có hai cổng master, nên thiết bị này không thể nào chơi chuyên nghiệp được.
mà đối tượng của nó là dành cho mobile DJ là chủ yếu, và những người cần xách máy đi những cái event nhỏ chứ không phải là những người chơi trong club hay là trong những cái pub nhỏ được. Tiếp theo thì cái trước của nó thì nó được trang bị là hai jack cắm tai nghe, một jack 6 ly và các bạn có một jack cắm 3 ly nữa. Nếu bạn nào xài tai nghe iPhone hoặc là những tai nghe in-ear thì các bạn vẫn có thể sử dụng được. Và các bạn có một cái cổng cắm jack 6 ly rưỡi dành cho microphone để các bạn có thể talk back được. Thì về cổng kết nối của nó thì những cổng kết nối của nó cực kỳ đơn giản và nó rất là basic luôn, dành cho những cái buổi party ở nhà hay là những cái buổi party hàng xóm chẳng hạn, trường lớp chẳng hạn. Thì đối với cái thiết bị này mình thấy đây là một cái thiết bị rất là đáng tiền mà để cho các bạn beginner, sau cái giai đoạn beginner mà các bạn muốn lên tìm hiểu sâu xa hơn thì cái thiết bị này rất là hiệu quả cho các bạn, để các bạn có thể tìm hiểu và thêm những cái chức năng mà các bạn không có ở những cái thiết bị beginner, nhưng nó cũng sẽ rất là hack não các bạn nếu mà không có người hướng dẫn cho các bạn để các bạn biết nó là cái gì. Nhưng mà mình thì mình thấy nó cũng ok, tại vì học thì luôn luôn không bao giờ hết, kể cả mình nhìn vào mình còn không biết xài thì mình phải tốn thời gian để mình tìm hiểu nó, nên mình nghĩ nó là một cái gì đó rất là challenge và nó thú vị đối với những người mà thích bộ môn DJ này. Và cái đối tượng thứ hai nữa là dành cho những người chơi visual DJ, có nghĩa là các bạn mix video file MP4 hoặc là file MOV, các bạn muốn xuất hình ảnh đi ra màn hình thì các bạn mix tiếng ở đây. Và những cái EQ, những cái effect, những cái nút ở đây khi các bạn chạm vào nó thì nó hiển thị lên màn hình cho các bạn thấy luôn. Nếu các bạn không hiểu nó là cái gì thì các bạn có thể xem cái link ở phía dưới. Mình sẽ link nó về một cái video mà mình demo ở trên cái Facebook của mình. Thì khi mà mình livestream, cái này nó rất là đặc biệt, là trong phần mềm Visual DJ nó có tích hợp một cái tab gọi là tab Broadcasting. Nó sẽ cho phép các bạn livestream lên Facebook, lên YouTube, lên SoundCloud, lên những cái nền tảng streaming mà tích hợp hoàn toàn trong cái VDJ này. Mình thấy, mình nhớ là lần cuối cùng mình sử dụng VDJ là version 5, bây giờ nó là version 8 rồi và nó có rất là nhiều khác biệt. Và mình nghĩ là mình sẽ đi mua cái VDJ này để dành về mình mò tiếp, tại vì nó quá hay. Mình không cần sử dụng OBS để mình stream nó nữa, mà mình cũng không cần phải mở một cái tab gì nữa, mà mình chỉ cần đơn giản là mình vào cái broadcast tab đó, mình log in Facebook mình vào và mình bấm stream. Nó chỉ có vậy thôi. Mà nó hack não mình từ lúc mà mình xài GoPro, mình xài đủ thứ mọi thứ. Mình mua một cái set mười mấy triệu để mình stream Facebook và làm stream YouTube thôi. Cuối cùng thì mình chỉ cần mua cái phần mềm này là nó giải quyết được tất cả mọi vấn đề của mình. Mình thấy đây là một cái bước đột phá của VDJ và cũng là một cái sự kết hợp của Relup và VDJ, đem là một cái thiết bị, một cái trải nghiệm mà nó hoàn toàn khác những cái thiết bị truyền thống mà các bạn thấy từ trước tới giờ. Nếu các bạn so sánh với những thiết bị phổ biến bây giờ đó là Denon hay là Pioneer thì những thiết bị đó mình có thể gọi đó là những thiết bị phổ thông dành cho những người muốn có một cái set nhạc hoặc là những cái buổi biểu diễn mà mang tính stable và everyone can be DJ, có nghĩa là ai cũng có thể cắm máy vào và chơi được. Đối với thiết bị này thì đòi hỏi các bạn phải có một kỹ thuật và phải có một cái kiến thức nhất định để các bạn có thể chơi được cái máy này. Đây là một cái máy cực kỳ challenge mà ngày xưa giờ mình mới bắt gặp. Thì đây toàn bộ là những gì mà mình cảm nhận về cái thiết bị này. Còn nếu mà gọi chơi nó như thế nào á thì các bạn có thể nghĩ nó chơi hoàn toàn giống như cái thiết bị khác, chỉ là nó có thêm nhiều chức năng khác nữa thôi. Và mình rất là thích thiết bị này. Mình hy vọng nhà sản xuất sẽ cho mình thiết bị này luôn nếu họ có thể. Thì cho mình thiết bị này luôn nếu họ có thể. Mình xin cảm ơn các bạn đã xem video lần này và các bạn nhớ like, subscribe, comment, hay các bạn muốn xem thiết bị nào nữa thì các bạn hãy comment bên dưới để cho mình biết. Và xin cảm ơn các bạn đã xem video lần này. Hẹn các bạn trong video sớm nhất. Bye bye.